Hello mọi người, mình là Huỳnh Thế Phi. Trong video này, Phi sẽ nói về những điều tốt khi dạy online tại nhà. Hello mọi người, Phi đây. Chỉ là một buổi tối bình thường, mình order đồ ăn về nhà mình ăn, mình trò chuyện với các bạn. Mặc dù hôm nay là chủ nhật nhưng mà mình vẫn ở nhà và ngồi vào máy và làm việc. Mình là một đứa không có hay đi chơi vào chủ nhật các bạn. Một là do nó đông, hai là không có ai rủ mình đi hết, mình cũng không có đi. Thì mình mới order một cái món ăn là miếng xào cua, miếng xào hải sản gì á. Hôm nay mình mới đi ăn sinh nhật của ngoại, sinh nhật lần thứ 92. Trên 60 tuổi mà tổ chức sinh nhật cho người già thì người ta gọi là mừng thọ đúng không? Nên là mình đi ăn mừng thọ lần thứ 92 của bà ngoại. Cảm thấy cũng hơi buồn. Mình thấy là mọi người bây giờ có tiền, có nhà, có đất, có vợ, có con mà mình vẫn chưa có nhà, chưa có cửa và vẫn đang cố gắng theo đuổi cái sự nghiệp của mình, dạy học rồi làm video giúp đỡ những người học, những người Việt Nam học tiếng Anh cũng như là người nước ngoài học tiếng Việt. Mình cảm thấy mấy anh đó giỏi quá. Ăn xong là mình sẽ lên giáo án để dạy một cái khóa học. Làm online không có sung sướng đâu các bạn. Chỉ có cực được cái là thời gian linh động, tự chủ, không có phải bị một ngày 8 tiếng mà muốn làm gì nào mình làm. Nhiều khi mình thấy nó cô đơn quá, không có bạn đồng nghiệp, không có áp lực, có nhiều khi các bạn sẽ chán. Nhưng mà mình đã quen với cái chuyện đó lâu lắm rồi, cho nên là mình biết mình muốn gì, làm là phải làm. Chắc là không đến nỗi là bị demotivated đâu. Những ai mà là giáo viên dạy online như mình chắc là đang hiểu cái cảm giác của mình. Mình nghĩ cái công việc dạy online sẽ phù hợp cho những người nào đã có gia đình, người nào đã có một cái mối quan hệ nhất định rồi và các bạn cảm thấy muốn tìm thêm thu nhập vào cái thời gian rảnh của mình á. Bên mình có một giáo viên dạy á, là cái bạn này sáng đi làm full time, tối về dạy một tối là 3 đến 4 lớp từ 2, 4, 6 tới cả thứ 7, chủ nhật, và thu nhập của bạn rất là cao. Thì bạn đó đã có người yêu rồi, cũng như có công ăn việc làm tốt rồi, có một cái mối quan hệ xã hội rồi và họ muốn tìm thêm thu nhập. Hoặc là có một chị ở Nha Trang, chị này là cũng có gia đình rồi, chị là một giáo viên dạy tiếng Anh. Và chị cảm thấy là vì chị có một khoảng thời gian trống trong ngày á, và không thể đi ra ngoài làm việc được á, tại vì buổi tối mà. Chứ lại nữ mà đi xa cũng không nên, nên ở nhà làm việc và kiếm tiền, thì chị đã apply vô dạy cho bên tụi mình. Thì tức là cũng tùy người, tùy đối tượng mà muốn dạy online hay không. Mình có một cái ước mơ, không biết là mình thích hay không, hay là mình nhìn thấy người ta và mình muốn giống như vậy, đó là đi khắp mọi nơi trên thế giới mà vẫn kiếm tiền. Hiện tại mình có thể làm chuyện đó, nhưng mà tùy nơi nào. Nếu mà mình đi như là những cái đất nước mắc mỏ như là Mỹ, châu Âu, trời ơi làm sao có tiền mà ở và sống. Nhưng mà ví dụ mình giờ mà mình kêu mình chạy xuống dưới Cà Mau hay là ở dưới Đắk Lắk mà có internet đó, mình vẫn làm việc, vẫn kiếm tiền được bình thường đó. Mình thích trải nghiệm những cái chỗ mới lạ gì đó. Dạy online nó rất là tốt, nó ok như vậy đó. Nhưng mà nó có nhiều cái yếu tố rất là không tốt nha. Mình cũng không có kể ra hôm nay. Nhưng mà dạy online có cái tốt là như vậy. Theo bạn thì cái điểm nào không tốt khi dạy online, bạn có thể chia sẻ không? Mình có thể kể ra rất là nhiều á, nhưng mà không phải trong video này. Trong video này mình chỉ nói những cái tốt khi dạy online thôi. Một cái tốt quá rõ ràng là dịch Covid nè, nó không ảnh hưởng nhiều tới cái tụi mình. Tụi mình vẫn có thu nhập, vẫn có việc làm vào cái dịch Covid, ở nhà học, mà đây sẽ là một cái xu hướng của thế giới luôn, của tương lai. Bạn người ta bắt đầu chuyển hoặc là phát triển công nghệ để phục vụ cho việc học online. Thậm chí sau này giả sử như dịch có hết đó, thì người ta vẫn có một cái backup plan là cho học online. Đối với những người là người lớn thì họ có khả năng tập trung cao rồi, không phải là con nít. Con nít thì học online rất là khó. Nhưng mà người lớn á, thì học online ok, người ta đã biết người ta muốn cái gì rồi, thì ngôn ngữ là gì? Là nói chuyện với nhau rồi tập viết, tập đọc này nọ, thì nó cũng không phải là một rào cản lớn khi là học online. Có thể như là khó khăn ở một số chỗ như là mạng kết nối không ổn định nè, hay là thỉnh thoảng là không biết xài những cái công nghệ, từ từ là quen thôi, học chừng 1-2-3 lần là nhớ à. Đặc biệt là cái người học bên tụi mình là thầy cô là trẻ, giáo viên là trẻ, và học viên học cũng tầm từ 20 tới 40 là cao rồi. Cái chuyện học công nghệ nhanh là chuyện bình thường. Các bạn sẽ không cần di chuyển tới chỗ làm. Chỗ làm của các bạn là cái laptop.
nó tiết kiệm thời gian khủng khiếp. Các bạn cứ tưởng tượng đi, ở thành phố Hồ Chí Minh vào những cái thời điểm 8 giờ, 5 giờ chiều các bạn phải đi đi về về là mất hết cả tiếng rồi. Ngồi ở nhà không bao giờ bị kẹt xe, không bao giờ phải hết khói bụi, không bao giờ phải tốn tiền xăng. Ngồi ở nhà là làm. Có những bữa mà mình thức dậy thức khuya mà bữa sau mình dậy cái lớp 8 giờ, mình không cần phải thức dậy sớm 2 tiếng hay 1 tiếng để chuẩn bị bản thân tắm rửa rồi chuẩn bị đồ ấy, mà mình chỉ cần cầm sách vở mà hôm qua mình đã chuẩn bị cái lesson plan, cái giáo án, mình dạy là mình dạy thôi. Thậm chí có những cái lớp mà nó không yêu cầu chuẩn bị giáo án ấy, tức là những cái lớp mà trò chuyện với học viên thôi đó. Cái bước dậy mặc cái áo ở trên, ở dưới thậm chí là mặc quần sờ lọn mà vẫn dậy bình thường. Thôi mình ăn xong rồi ha, bây giờ thì cũng không có gì để nói với các bạn nữa. Thì video này mình nói về những cái điều tốt liên quan tới việc dạy online, làm việc online tại nhà nó tốt như thế nào. Thì trong video tiếp theo mình sẽ ngồi nói là những cái điểm mà không tốt khi dạy online ha. Cũng không có nhiều thời gian để mà nói hết, và mình cũng ăn ít lắm, không có ăn nhiều để mà nói. Mỗi lần ăn có thể là một lần tám chuyện với các bạn. Thì mình là Huỳnh Thế Phi ha, hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo.